Kính thưa quý vị khán thính giả của BYN TV, hôm nay chị rất là vui mừng được trở lại hậu chuyện với lại quý vị trong chương trình Y tế Sức khỏe với lại Tiến sĩ Trị Phạm. Cái điều chị vui mừng hơn nữa là hôm nay chị có Dr. Hương Huỳnh là Physical Therapy, mình dịch đại khái tiếng Việt là vật lý trị liệu, thưa quý vị. Thì đến đây để trình bày với lại quý vị một cái đề tài mà chị nghĩ rằng là rất là quan trọng và cần thiết đối lại quý vị khán thính giả của đài, đặc biệt là những quý vị mà trong cái độ tuổi mà 40-50 tuổi hoặc 60-65 tuổi trở lên, thưa quý vị. Tại vì cái vấn đề hôm nay mà chị cũng như là Hương trình bày là vấn đề về té ngã, và trước khi đi sâu vào chương trình đó thì chị sẽ mời Hương gửi lời chào đến lại quý vị khán thính giả. Trước hết xin kính chào bác sĩ Trị Phạm. Anh cảm ơn anh đã mời Hương tới đây để tham gia vào cái cuộc nói chuyện tối nay. Xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán thính giả của đài BYN. Và đầu năm thì cũng gửi một lời chúc xuân, chúc Tết cho tất cả mọi người được một năm mới an khang thịnh vượng. Anh cứ gọi em là bác sĩ Huỳnh Thị Thiên Hương, nhưng mà gọi Hương cho nó dễ trong chương trình này nữa nhé. Rồi, cảm ơn Hương. Thì Hương có thể cho quý vị biết sơ sơ và về cái vật lý trị liệu, đặc biệt về cái Doctor of Physical Therapy, tức là Doctor về vật lý trị liệu. Cái chương trình học như thế nào và cái chương trình huấn luyện như thế nào mà Hương hiện nay làm ở đâu, đại khái vậy thưa Hương. Hương lớn lên ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Thì cái requirement để học vào cái ngành nghề bác sĩ vật lý trị liệu thì mình phải có 4 năm đại học, là 4 năm cử nhân. Thì 4 năm cử nhân của Hương là về ngành biology. Và về sinh vật học. Thì Hương lấy bachelor về biology. Rồi sau đó thì mình học thêm 3 năm để thành công cái bác sĩ cái chương trình gọi là bác sĩ về vật lý trị liệu. Nếu sau 3 năm đó mình đi làm mà mình muốn specialize, muốn chuyên môn về một cái ngành nào đó, thí dụ mình muốn làm về sức khỏe về người già hoặc là sức khỏe về nhi đồng, thì mình có thể chọn cái chuyên môn đó. Riêng Hương thì Hương là general, là có nghĩa tổng là quát, tổng quát, là có thể là có thể chỉ từ trẻ em cho tới người già, trẻ em từ một tuổi cho tới người già tới 100 tuổi. Thì mình em thích giữ cái tổng quát như vậy, chứ không có chuyên môn về một cái ngành nào hết. Hương có thể cho quý vị biết là hiện nay Hương làm đâu không? Dạ, em hiện nay thì làm trong một văn phòng tư của công ty tên là Pinnacle Therapy. Hiện rất là đặc biệt, nó đang nằm ở trong một cái nhà gọi là nhà retirement home, nhà dưỡng lão. Ở khu Galleria. Hiện tại thì rất rơi vào một cái thời gian hơi bận, tại vì đang chuẩn bị sau 12 năm ở đó đóng cửa văn phòng đó và mở một văn phòng mới. Cũng gần đó luôn. Cũng gần đó. Cũng trong khu Galleria. Cũng tiện. Hương, chị cái lĩnh vực của chị là về truyền tế bào mầm hay là truyền tủy xương đó. Thì chị cứ mỗi lần bệnh nhân nhập vào viện á, là thường là ở đến 2 hoặc 3 tuần tùy cái loại truyền tế bào mầm. Thì cái nguyên tắc chung á, là người nào nhập viện á, là chị bỏ cái consult, tức là mời cái người bác sĩ về PT nè, rồi về OT để mà thăm bệnh nhân. Tại mình muốn cần có cái baseline là cái sức khỏe mà hiện tại, and then trong suốt thời gian sắp tới, trong ví dụ vài ba tuần á, là tụi này có cái exercise group, là tập thể dục thể thao mà chung nhóm á, thì những người bệnh nhân của chị trị thường đến đó để tập. Mặc dù trong thời gian đó họ có thể nhận là chemotherapy hay là này kia cái nọ, nhưng mà họ vẫn tập để giữ cái sức khỏe của mình. Thì chị biết cái vấn đề mà ngăn ngừa cái việc mà té ngã trong bệnh viện là quan trọng. Rất dĩ nhiên trọng. Cái việc ngăn ngừa cái việc té ngã ở ngoài trong cộng đồng mình cũng quan trọng, đúng không? Hương thì Hương có thể cho quý vị khán giả cũng như là chị biết về một số ít thống kê về cái vấn đề té ngã ở Mỹ này nói chung như thế nào, thưa Hương? Cái việc té ngã nó rất là quan trọng, mà cũng thú thật với anh chị là trong một ngày Hương gặp khoảng 80% cái case là một bệnh nhân đến bởi vì
họ té ở nhà, bị gãy xương, gãy mông hay là gãy tay, gãy chân. Có nhiều lúc té đùng một cái rồi gãy cả cả bàn chân và cái mông chung luôn. Rồi nó rất là phức tạp, tại vì nếu mình gãy nhiều quá rồi thật sao mà có thể mà tập đi đứng lại được á. Nhưng mà cái té ngã này á, thật sự là rất là tiếc, bởi vì nếu mình hiểu được á thì có nhiều cách để mình chống lại, mình ngăn ngừa được cái việc đó xảy ra. Nhưng mà hiện tại á, thì Hương có xin phép quý vị là sẽ cho nói thống kê thú vị về cái việc mà té ngã. Té ngã nó gây ra bởi gì? Thứ nhất là người lớn tuổi trên 65, cái sự chóng mặt là cái lý do số 1 cho các cái lần mà người già phải vô bệnh viện đó. Mà cái chữ chóng mặt á, có nhiều người không hiểu là nói là chóng mặt hoặc là rối loạn cái cân bằng nó giống nhau, nhưng thật sự không giống nhau. Chóng mặt có thể gây ra vì thuốc men mình uống, uống không đủ nước, hay là bị mất nước, không thể dục thể thao. Còn cái sự mà rối loạn cái cân bằng đó là imbalance disorder, nó gây ra bởi vì ở trong phía lỗ tai mình nó có một cái bộ phận cân bằng đó, rồi nếu mình không trị đúng cách đó, thì nó có thể gây ra nhiều cái rối loạn cân bằng, hoặc là cái triệu chứng như tai biến mạch máu não stroke nó cũng có thể gây ra cái ảnh hưởng tới cái bộ phận cân bằng nó nằm ở trong lỗ tai của mình đó. Đoán chừng là khoảng 40% dân số sẽ có cái vấn đề mà bị là dizzy, là chóng mặt. Ok. Nếu mà cái anh có thể nào đoán được là nếu một người mà vô bệnh nhân vô nhập thương mà bị té đó, cái số tiền mà có thể medical nó lên tới bao nhiêu? Cho mỗi người hả? Trong một em nói là trong một năm á. Trong một năm cho các người lớn tuổi á. Nói chung luôn á. Thì nếu mà chị đoán ở khắp nước Mỹ này mà cái chi phí mà cho những cái vụ té ngã mà đi vào bệnh viện mà nào là chữa cái này chữa cái kia, chị nghĩ là ít nhất là vài chục tỷ đô hả? Còn tỷ hả? Anh cũng đúng. Tỷ là đúng đó, billion nè. Thì trong cộng đồng cư ngụ nhiều người già và lớn tuổi đó, em nói là đây là 65 tuổi trở lên, thì 30% của cái cộng đồng này sẽ có một người sẽ té một lần hoặc là nhiều lần. Và cái chi phí tổn thương gây đến vì sự ngã đó dự kiến là lên tới 43.8 tỷ đô la. Và cái số tiền này họ đoán là trong estimate cho 2020 mình đang là 2018. Yeah, thì cũng gần thôi gần đó, nhưng mà nó tới 43.8 tỷ đô, là nhiều lắm hả? Em nghĩ là nhiều. Rồi Hương có thể cho quý vị khán giả biết là dĩ nhiên ngoài cái việc tốn tiền là một chuyện, mà cái hậu quả của cái việc mà té ngã nó ảnh hưởng đến những cái cơ quan khác hay cái vấn đề sức khỏe nói chung của cái người bị té ngã là như thế nào? Thực tế sau khi một bệnh nhân té ngã tùy theo cái sự chấn thương của họ. Đúng rồi. Nếu mà không trọng thương lắm thì có thể về nhà được, nhưng mà phần đông thí dụ hiện tại Hương có một vài cái case là 80-85 đang ở nhà một mình, người lớn đang ở nhà một mình đó, rồi té ngã sau đó là không có còn mà ở nhà đó một mình được nữa, không có tự lập được nữa. Sau khi mà thành công được một vài tháng vật lý trị liệu từ 2 tới 3 thì Hương phải đến nhà và khuyên họ rằng xin lỗi là phải tới cái mức này là phải dọn nhà đi hoặc là phải bán nhà đi để tới một cái nơi nào an toàn hơn. Tại nếu mà vẫn ở một mình như vậy á, cái cú ngã kế tiếp nó sẽ gây ra là gây đến sự chết, chứ không nguy hiểm hơn nhiều, nguy hiểm hơn như vậy nữa. Thì cái hiệu quả rất là đau buồn, bởi vì té xong rồi vô nhà thương chỉ nếu mà thay mông á thì là bao nhiêu lâu ta? Em nghĩ nó không có lâu lắm đâu, trong vòng một tuần lễ hay gì đó là phải ra xuất viện, rồi tới gọi là cái skilled nursing, nhà dưỡng lão để tập đi đứng lại. Cái đó là khoảng 1-2 tháng,
Rồi sau đó về nhà, nhiều lúc về nhà vẫn còn yếu, chưa có đi được đâu. Right. So bác sĩ vật lý trị liệu nhiều lúc phải đến nhà để tiếp tục tập cho cái năng lực nó khỏe mạnh hơn đó nữa. Right. Thì cái đau buồn nhất cho các người già là họ phải suy nghĩ, tôi té bây giờ tôi phải không còn ở đây được nữa, sau right. khi 30 năm tôi phải bán nhà, right. you know, không có mang theo chó, không mang theo mèo, không còn ở khu cái khu này được nữa, tôi right. phải thay đổi hoàn toàn cái đời cuộc sống của họ. Không lái xe, yeah. vân vân và vân vân. Cái đó là một cái cuộc họp mà rất là khó nói cho Hương, tại em phải giải thích như vậy và không right. những giúp cho họ nhờ đến những cái decision rất là quan trọng, quan cuộc sống của trong họ. Cuộc sống của họ. Yeah. Chị cũng hiểu được sơ sơ là tại như này, cái đó là té mà gãy xương chậu, gãy chân, gãy tay nó nặng đến cỡ nào. Trong khi chị đó cách đây chừng một năm, chị bị cái bunion mà đi giải phẫu, and then phải chỉnh cái xương lại, and then mà anh đâu có mang giày cao gót sang bị bunion vậy? Oh yeah, chắc là tại vì mình cái chân mình cái nó bị flat feet. And then, thôi, yeah, okay. And then yeah. chơi tennis này kia nọ, nhiều khi mang giày không đúng á, and vậy mà mổ xong á là phải mất cỡ 3-4 tháng recover là phục hồi lại, rồi không có chơi tennis được trong vòng 3-4 tháng đó, yeah. mà cái đó là nhẹ thôi đó, huống hồ như chị nói hay là Hương trình bày là mấy người mà té ngã mà gãy xương chậu hay gãy chân gãy tay thì đặc biệt ở tuổi mình lớn thì cái thời gian mình nó bình phục thì nó lâu hơn, đúng không? Yeah. Thì cái thời gian cho cái phần 1 của chương trình hết rồi. Okay. Thì chị sẽ dành thời gian sắp tới nè cho quý vị để mà đừng có rời làn sóng để mà tiếp tục theo dõi cái phần thương mại. Yeah. Sau đó đó là mình đi vào chương trình lại phần 2 thì chị có lẽ là nhờ Hương cho quý vị khán thính giả biết là những cái yếu tố nào mà khiến một người dễ té ngã hơn những người khác. Rồi điểm quan trọng hơn nữa đó là nếu mà mình muốn ngăn ngừa cái tình trạng té ngã thì mình cần có những cái biện pháp như thế nào. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn Hương, cảm ơn quý vị khán giả. Một lần nữa xin quý vị đừng có rời làn sóng, tiếp tục theo dõi cái phần thương mại và sau đó thì trở lại cái phần 2 của chương trình thưa quý vị.